Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn trở lại với kênh của Ngọc Sinh nha. Mình là Phò, là chồng của Ngọc. Thì ngày hôm nay mình có một đề tài nói về nhà, mua nhà cũ. Thì cái số tiền mình bỏ mua căn nhà nó là một tài sản của tất cả các người. Thành ra mình mua một căn nhà rất là quan trọng. Thì những cái điều gì mà để mình mua nhà quan trọng cho nhà của mình? Thứ nhất, bạn phải kiểm tra là cái foundation. Cái foundation là cái nền nhà nó đi. Chắc bạn có đi vậy. Let's go. Đây. Mấy bạn thấy không? Đây là một cái thí dụ thôi. Mình đang nói về bạn là mua nhà cũ, nhưng mà mình thí dụ bạn coi. Đây là cái foundation. Thì cái foundation người ta được đổ bằng bê tông cốt sắt, đúng không? Cái foundation là cái quan trọng, rất quan trọng của một căn nhà. Thành ra khi bạn mua nhà, bạn phải kiểm tra cái foundation là cái đầu tiên. Cái foundation mà nó hư hại, bạn có thể tốn từ 5.000, trung bình của nó sửa đó, ít nhất á, minor scratch hư á, ít nhất của nó là 5.000 tới 15 20.000. Thành ra cái foundation rất là tốn tiền nếu bạn mua căn nhà hư foundation. Thì theo mình biết là 90% những người không mua nhà không biết foundation là gì hết. Thì có những người rất là giỏi thì mình không nói, nhưng mà mình video này mình giúp cho những bạn mà không hiểu biết về nhà nên xem video này để mà trước khi mua căn nhà. Thì đây foundation, đây là cái foundation xây. Nếu cái foundation là cái nền móng để chịu đựng sức nặng của căn nhà, theo ngày tháng nó sẽ hư, thì căn nhà cũ của bạn sẽ nằm trong tình trạng hư rất dễ dàng. Mấy bạn thấy không? Ok, khi bạn mua nhà bạn sẽ điều kiểm tra hết nha, hết toàn bộ nha. Thí dụ như đây nè, mấy bạn sẽ đi kiếm những cái vết nứt. Đây là căn nhà mới, dĩ nhiên là bạn sẽ không thấy một vết nứt nào của căn nhà mới này, nhưng mình không thể thử ở căn nhà cũ được. Tại vì căn nhà cũ khi mình thử á, là mình phải đi mua nhà, phải có người realtor dắt mua nhà. Mình không có quyền đi vô căn nhà cũ để mình nhà cũ để mình coi cho bạn được. Đâm ra mình chỉ có lấy căn nhà mới người ta đang xây, mình lợi dụng cái này để mình giúp các bạn. Ok, bây giờ các bạn đi mua nhà, bạn sẽ coi những cái chỗ này nó có bị nứt gì hay không. Bắt đầu trên đây, cái chỗ này nó xây chưa xong, nó là slip rock. Thì khi xây xong rồi nó sẽ là siding mold hay là hoặc là gạch. Thì bạn sẽ tìm kiếm trên những cái viên gạch này nó có vết nứt hay không. Thì mình sẽ có nhiều hình để minh họa cho bạn biết để bạn chọn căn nhà không có bị foundation. Sau đó bạn đi vô trong nhà, bạn coi bất cứ chỗ nào, thí dụ đây qua đây vậy, cái cửa sổ cũng vậy, cái cửa sổ mà nó bung ra bung vô nó bị cong bị dẹo, nó không có normal, không bình thường nữa, thì nó là bị foundation nha bạn. Rồi bạn coi chỗ này vậy, let's go, mình chỉ cho bạn coi trên đây những cái vết mà những cái mà vết nối của căn nhà gỗ á, mà nó đang nối vậy phải không, mà nó hở ra vậy là foundation, có problem. Ở đây vậy, bất cứ ở đâu cũng là mà bị nứt đều là foundation hết. Cái cửa này cũng vậy nè, khi bị foundation á, bạn mở ra nó vô rất khó. Ok nè, you see that, cái này dễ đúng không? Tại nó brand new, nó thẳng, cửa nó thẳng, mà khi foundation nó nghiêng á, cái cửa này sẽ bị kẹt, nó cứng nhắc. Hiểu không? Sao hiểu sao nói vậy? Khi mà cái foundation mình mua mà nó mới, nhà mình mới á, bạn thấy mở nè, dễ dàng lắm, tại nó khít với nhau. Khi mà bạn ở một thời gian thì căn nhà của bạn foundation có thể là nhà bạn sẽ bị nghiêng đi, nó sẽ bị méo đi, thì cái cửa bạn sẽ bị kẹt. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cái foundation nó hư. Thì với những căn nhà như vậy á, là không nên mua, đặc biệt là nhìn everywhere trong nhà. Vô thử vậy, đây là căn nhà thí dụ nha bạn. Đây là căn nhà mới thì dĩ nhiên cái foundation mình nghĩ là không có problem, nhưng mà mình vẫn nhìn hết tất cả trên tường, ngay cả ship rock, bất cứ chỗ nào mà bạn thấy có dấu nứt là có dấu hiệu của sự foundation nha. Đó là một cái phần đầu tiên, về là cái kỹ nhất là cái foundation là không nên mua đó. Thì bây giờ khi bạn mua nhà thì bạn nhìn mắt thường trước là cái foundation nó tốt hay không, bạn phải nhìn mắt thường nha. Tại vì khi mà bạn mướn người check, nó gọi là home inspection đó, thì nó sẽ tốn tiền bạn là phải mấy trăm. Mình nghĩ là hồi xưa mình mua nhà long time mình thấy bà 300 rồi, bây giờ phải là 500, mình nghĩ vậy thôi, mình không chắc nha bạn, tùy theo cái giá nhà, tùy theo cái home, cái người ta chặt cái giá tiền đó. Thì nếu bạn kêu họ tới họ check tốt hơn bạn đúng thiệt, nhưng mà bạn sẽ tốn số tiền đó 500, thí dụ vậy. Bây giờ bạn bằng mắt thường của bạn, bằng sự hiểu biết của bạn check, thì bạn check trước
dòng dòng của cái foundation như thế nào tốt hay không. Thì nếu mà không tốt là mua nhà khác, bạn không cần thiết phải mua căn nhà đó. Đừng gọi home inspection trước khi mà bạn quyết định căn nhà, bạn check bằng mắt thường trước hết đã. Tốt rồi thì bạn hẳn kêu home inspection check theo cho bạn những cái đường ống nước có bị leak ở dưới hay không, hay là đường điện ok không. Tại nhà cũ thì năm tháng nó sẽ bị mai một. Bây giờ vấn đề thứ hai mà thường gặp phải là vấn đề gì? Là con mối termite. Cái con mối nó sẽ ăn một nhà của bạn. Ok, thì những lý do nào mà biết nhà bạn có mối thì let's go vậy. Xung quanh nhà bạn á, bạn check coi nó có những cái ống thấp giống như là đất bụi vậy đó. Nó bill, cái con nó bill nó sẽ đầy nhà hết trơn, nó sẽ dắt lên đường như này, giống như đường nứt vậy đó. Mà nó bằng giống như là đất cát nó xây, mà nó xây cái tổ những cái bụi của nó đó. Thì mình sẽ có hình minh họa cho bạn cái con termite là những cái dấu hiệu mà bạn không nên mua nhà, tại vì nó phiền lắm, nó rất là khó trị, mà bạn cũng phải tốn phải cả ngàn đồng bạc để bạn trị con termite đó nha. Thì bạn check hết dòng nhà với là những cái dấu hiệu mà ở trong nhà mình gỗ á, vậy gỗ bạn biết không, gỗ á nó bị xốp và sẽ nhìn thấy bụi, mình gõ cái gỗ miếng gỗ cứ bụi nó rớt xuống dưới là nó ăn đó. Nhà mình mà có nhiều bụi gỗ quá là có thể có termite. Như nhà cũ thì nhiều trường hợp lắm, tại nhà cũ mà, nhà mới thì nó không sao, nhưng mà nhà cũ thì đó là vấn đề thứ hai mà termite mình hay gặp phải. Thành ra những vấn đề đó bạn phải nên check trước, thấy rồi đừng nên mua, không có cần gọi home inspector tới, home inspection tới, tại khi mà tới mình sẽ tốn tiền. Ba là mình nói gì lục nha bạn. Lục á, ở Houston mình lục rất là nhiều, tại vì Houston bão nhiều, lục nhiều, mưa nhiều. Thành ra lục là một vấn đề quan trọng trong việc mua nhà cũ ở Houston, nhà cũ nhà mới cũng vậy thôi. Thì khi bạn mua nhà cũ, bạn cần realtor, bạn cần người môi giới mua nhà cho bạn. Thì họ sẽ cho bạn biết là bạn nhà bạn có lục hay không, thì bạn phải hỏi câu hỏi đó. Đôi khi mình có những cái người realtor họ rất là xấu, họ chỉ muốn bán nhà thôi, thì họ sẽ nói bạn là mua đi không sao không sao không sao hết, nhưng khi bạn mua nhà rồi bạn sẽ bị lục. Thì mình có một kinh nghiệm, mình cũng mua cái căn nhà rồi, thì hỏi vợ mình đi, hỏi Ngọc đi, thì mình có một cái người realtor bạn Ngọc giới thiệu rất là tệ luôn, mình không hài lòng lúc nào. Họ giúp mình xong họ nói họ hứa hết tất cả, nhưng mà khi họ bán nhà mình xong họ không giúp một cái gì hết. Thì bạn phải nên kiếm một người môi giới rất là uy tín để bạn có thể hỏi được cái cuộc, tại vì cái người môi giới mà uy tín á lợi cho bạn. Tại vì sao? Là vì bạn mua khu lục thì họ nói bạn là khu lục, còn nhiều người họ người xấu họ muốn bán nhà cho xong họ cho nói là ô khu đó ok không sao, hồi xưa là chưa thấy lục của đó, nhưng mà khi bạn mua căn nhà vô bạn sẽ dính lục. Thì lục quan trọng lắm, đâm ra bạn phải tự bạn lên trên mạng search để bạn check nhà bạn có lục hay không, hoặc là bạn nhờ một người nào đó, nhiều người ta Google giỏi người ta check cho bạn, hoặc là người môi giới nhà họ biết được là người môi nhà uy tín cho bạn, hoặc là một cái người nào đó nói cho biết là khu đó có lục hay không thì bạn mua. Còn nếu mà đã dính vô khu lục rồi bạn đừng nên mua, dù là nhà nó có rẻ. Mình check ở đâu? Mình check lên, mình lên mạng fima.com, thì mình lên fima.com thì mình check, thì họ sẽ cho mình biết là cái địa chỉ mình đang ở có lục hay không, họ sẽ cho mình biết. Đâm ra cái khu lục nhà mà lục quá là không nên mua, tuyệt đối không mua cho bạn. Bạn có mua rẻ cũng như không thôi. Bây giờ bạn khu lục có thể dẫn tới tai nạn chết người, dẫn tới đủ thứ hết đúng không, xe mà đang chạy lũ xuống lục là sao mọi người, đâm ra lục là không có nên mua. Ok, thì bằng cách nào để bạn biết lục hay không thì bạn phải hỏi người môi giới nhà, mọi người đó uy tín cho bạn. Rồi bạn hỏi khi bạn mua nhà xong bạn cũng phải nên mua mua không lục, nó chỉ tốn cho bạn 400 đồng một tháng một năm thôi, sorry 400 đồng một năm, nhưng mà nó giúp được bạn rất là nhiều. Thì đây là ba vấn đề rất là quan trọng bạn nên nhớ nha. Foundation, cái nứt nhà, nứt nhà là thiệt hại về mặt kinh tế, thiệt hại về mạng người. Nếu mà nhà nó sập thì sao mình sống đúng không,
thứ hai là vấn đề sao mai là con mối, con mối mình đang nát nhà bạn thì nhà bạn không còn gì hết. Trip mình con mối không phải dễ đâu, mình nghe nó không phải dễ đâu, tùy theo nếu mà ít thì ok, mà nhiều quá cũng mệt lắm, nó phá nhiều lắm. Vấn đề thứ ba là lộc, là không bao giờ mua những nhà mà có ba thứ đó, ba thứ đó là tuyệt đối không mua. Ba thứ đó bạn có thể bạn tự chết cho bạn được, mình không cần mướn tới home inspection, đúng không? Khi mà bạn mướn home inspection là bạn phải tốn 500 đồng. Thì nếu ba căn nhà bạn nhìn sơ mà út hết rồi, căn bạn nhà bạn nhìn normal không có gì mà thấy vết nứt, không thấy cái dấu hiệu cái con này con kia ở, đúng không? Rồi không có thấy dấu hiệu mà lục, thì bắt đầu bạn tiến tới căn nhà đó bằng cách bạn mướn home inspection sâu xa hơn. Thì bạn mướn home inspection chắc cho bạn điện nước, đường nước, đường điện có bị leak hay không, tại cái điện, cái đường mà nước ở dưới là phải dừng rồi mới chắc được, mình không chắc được. Thì đó là bây giờ mình cái video này mình giúp cho bạn, những bạn mới mua nhà, ít nhất là lần đầu tiên biết những cái vấn đề này rất quan trọng nha bạn, đừng xem thường nữa. Bạn không biết mà mua nhà dính vô cái nhà đó bạn biết drop này, bạn sẽ tốn một đống tiền mà bây giờ nhà bạn bán không ai mua đó, đúng không? Nhà bạn coi xịn nước đầy, nhà bạn bán cho ai mua, không ai mua, thì cái nhà mới bạn chứ có nước hơn như thôi. Ok, thì bây giờ mình cảm thấy là video này cũng vừa đủ để khép được các bạn cho căn nhà vừa ý mà tiết kiệm ngân sách nha bạn, quan trọng là tiết kiệm ngân sách, tại vì nhà mà hư là sự tốn tiền. Thì mình với lại Ngọc xin tạm dừng video đây, mình sẽ hẹn bạn ở video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn các bạn.